Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog cũng như là Trai Đồng Bằng TV. Thì tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay gửi đến cô chú anh chị một trong những cái nguồn thông tin cực kỳ nóng liên quan đến giới showbiz Việt. Quý vị chúng ta được biết về những ngày vừa qua liên quan đến một trong những cái đêm nhạc biểu diễn đã có những cái yếu tố 18 cộng gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Về phía Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch cũng đã chính thức lên tiếng về trong những cái câu chuyện này. Chúng ta được biết là trong những cái cuộc họp đại biểu quốc hội gần đây thì một số đại biểu quốc hội cũng đã lên tiếng về những cái chấn chỉnh liên quan đến giới showbiz Việt, liên quan đến thuần phong mỹ tục cũng như là những cái vấn đề quảng cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, những người dân. Nhưng mà những sự việc như thế này vẫn thường xuyên xảy ra và dường như nó chưa có dấu hiệu dừng lại. Và ngày hôm nay thì những cái tên nổi trội trong cái câu chuyện này như là Subin cho đến là Binzy được nhắc tên trong cái đêm nhạc phản cảm và có dấu hiệu 18 cộng trong sự kiện này. Sau đây xin mời Trai Đồng Băng chia sẻ cụ thể cái nguồn thông tin này. Thì cụ thể cái vấn đề này á là cũng được dư luận cũng như là giới truyền thông họ đã phát hiện ra có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức tâm lý của cộng đồng xã hội, cho nên là đã gửi cái văn bản đến để cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để mà xem xét. Thì cụ thể theo như cái thông tin thì tại cái đêm diễn ngày 12 tháng 11 ở nhà thi đấu quân khu 7 thì Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số chi tiết chưa phù hợp, có dấu hiệu biểu hiện vi phạm chưa đúng với nội dung đã được chấp nhận. Ý là một cái chương trình đó, khi mà biểu diễn ở trong một cái nơi mà lớn như vậy thì cái nội dung là phải được để mà kiểm duyệt trước mới cho biểu diễn. Nhưng mà ở đây thì có một số cái nội dung nó không có nằm trong cái văn bản đã trình đó. Thì với các nội dung trên thì Sở Văn hóa Thể thao đã xác định là cái chương trình đợt Covid đã có cái dấu hiệu là vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức tâm lý cộng đồng xã hội, với một số cái hình thức trình diễn của nghệ sĩ trong chương trình đã gây dư luận xấu về những hình ảnh phản cảm, coi thường các giá trị văn hóa truyền thống. Chúng ta có thể thấy là những cái hình ảnh nếu mà nít và người lớn xem, người lớn xem đều người ta nói chung mỗi chúng ta khi mà xem những cái hình ảnh này thì cảm thấy sẽ đỏ mặt ngay. Những cái hình ảnh cực kỳ phản cảm, mà bên cạnh đó thì nó những cái đứa trẻ hay là những cái người dưới vị thành niên trong cái thời điểm hiện tại thì nếu mà xem những cái chương trình này thì nó cực kỳ phản cảm và nó ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục là một trong những cái điều quá rõ ràng. Nó có dấu hiệu trên 18 cộng thưa quý chú chị, một trong những cái hình ảnh mà rót rượu đổ rượu lên người của một cô gái, mà cô gái này chung là mặc đồ cực kỳ hở hang, nói chung là mặc bikini, đổ rượu lên hai cái gò quần đảo nó vậy. Thì đây là chỉ những cái hình ảnh này thì nó chỉ xuất hiện trên những cái kiểu như những cái đêm nhạc mà ở nước ngoài mà chúng ta thường thấy như là Mỹ hay Anh hay Pháp vân vân, trên cái tất cả các nước trên thế giới. Nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta thì những cái câu chuyện này là nó vô cùng phản cảm thưa cô chú anh chị. Bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục mà còn ảnh hưởng đến cả giới trẻ sau này. Nhưng mà những cái nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong cái câu chuyện này như là Binzy hay là Subin là một trong những cái ca sĩ, ca nhạc sĩ rất nổi tiếng về cái nền nhạc như là rap. Chúng ta thấy xuất hiện trên rất là nhiều những cái chương trình như là Rap Việt rất là nổi tiếng. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì đó thì tại sao là cái chương trình này vẫn được cấp phép để mà biểu diễn tại một trong những cái nhà hát cực kỳ lớn tại quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái vấn đề này thì cũng được trả lời ở trên báo chí, thì bây giờ em mời anh Nguyên đi, Nguyên chia sẻ cho khán giả biết về cái thông tin này. Thì cụ thể trong cái văn bản gửi báo chí chiều ngày 14 tháng 11 thì Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh xác định chương trình The Comet đã có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, tâm lý cộng đồng xã hội. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì Sở đã tiếp nhận đề nghị của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quảng cáo truyền thông người hâm mộ Việt về việc chấp thuận tổ chức chương trình này. Vào ngày 12 tháng 11 2022 tại nhà thi đấu quân khu 7, căn cứ vào quy định của pháp luật về việc hoạt động biểu diễn nghệ thuật thì Sở Văn hóa thông tin
Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho công ty một thành viên quảng cáo truyền thông người hâm mộ Việt. Có nghĩa là công ty truyền thông người hâm mộ Việt đã là một trong những cái đơn vị sản xuất cái chương trình này, thưa quý vị. Đồng thời, sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra giám sát trước và trong khi chương trình diễn ra. Quá trình thẩm định hồ sơ chấp thuận biểu diễn và công tác kiểm duyệt trước khi chương trình thực hiện không thể hiện các chi tiết dàn dựng như thực tế biểu diễn tại chương trình. Có nghĩa là khi mà người ta đến giám sát thì các nhân vật này đã không đưa ra những cái tiết mục này để cho người ta gọi là có chấp thuận hay không, mà lại qua mặt luôn sở văn hóa và thể thao du lịch. Tại đêm diễn ngày 12 tháng 11 ở nhà thi đấu quân khu 7, sở văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số chi tiết chưa phù hợp, có biểu hiện vi phạm, chưa đúng nội dung và đã được chấp thuận. Đó thì nói chung là bên phía là sở văn hóa thể thao thì cũng đã kiểm duyệt trước rồi, nhưng mà trong cái chương trình đó thì lại phát sinh thêm đó là cái biểu diễn thì cái này chúng ta phải quy cái trách nhiệm về cái ban tổ chức của cái chương trình là cái công ty gì đó đó. Thì lý do gì mà họ là có những cái biểu diễn như vậy, có thể là thu tăng thêm hút hay như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta thấy nói chung thì cái thời buổi hiện tại bây giờ chúng ta 4.0 rồi, người Việt Nam chúng ta thì cũng thoải mái cái vấn đề như chúng ta đi tắm biển thì cũng có thể bắt gặp những cái hình ảnh đó, nhưng mà cái đó là không phải là trên các phương tiện truyền thông, mà không phải là hàng triệu hàng ngàn người xem. Đây là một cái chương trình văn hóa, một chương trình nghệ thuật, thì chúng ta phải phát huy được những cái nét đẹp dân tộc, chứ không phải là đem lên đó để làm những cái hình ảnh. Cái hình ảnh nó như là 18 cộng, như những cái bộ phim 18 cộng mà nó khiêu gợi ở bên nước ngoài vậy quý vị. Những cái bộ phim mà chúng ta nói là mình xem là mình đỏ mắt tía tai, và những đứa trẻ thì nó không biết, còn những người già thì người ta xem người ta rất là không thích được những cái vấn đề như vậy. Những người trí thức, thậm chí là những người bình thường người ta cũng không thích một cái chương trình gì mà đem lên rồi làm như vậy, nó không mất, mang lại một cái ý nghĩa gì cả. Nó làm mất đi hình ảnh con người Việt Nam chúng ta nữa. Cho nên là rất là nhiều người ta bức xúc đó. Và cái vấn đề này thì bên phía là sở văn hóa thể thao cũng đã có cái phương án để mà xem xét xử lý cái sự việc này. Thì anh Miền chia sẻ tiếp về cái phần sở văn hóa thể thao. Thì với các nội dung trên thì sở văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định chương trình The Covid đã có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức tâm lý cộng đồng xã hội. Một số hình thức trình diễn của nghệ sĩ trong chương trình này đã gây dư luận xấu về hành vi phản cảm, coi thường các giá trị văn hóa truyền thống. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã giao thanh tra sở đến tiến hành các biện pháp phối hợp để xử lý vi phạm theo quy định và sẽ thông báo rộng rãi nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động nghệ thuật, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng hoạt động trình diễn nghệ thuật phải chấp hành tốt các quy định pháp luật phù hợp với các giá trị chân thiện mỹ trên địa bàn thành phố. Thì em cũng rất là mong bên phía là sở văn hóa thể thao cũng như là giao cho thanh tra sở xem xét và xử lý, phải thật sự là nó có cái sức răn đe để không có những cái trường hợp và những cái chương trình khác diễn ra mà nó để mà gây ảnh hưởng như vậy là không được. Phải xem xét coi thế nào cái chương trình nó tổ chức làm sao. Có bán vé là xem xét chúng ta là phải cấm hoạt động trong một thời gian hay sao sau đó để họ có thể là họ hoàn thiện hơn về những cái chương trình mà họ biểu diễn. Nhiều khi nó có ảnh hưởng, nhiều khi là có thể mà có chi tiết nhỏ thôi nó cũng sẽ gây chấn động dư luận. Những cái cá nhân này toàn là những người nổi tiếng, nếu như mà không phải những người bình thường thì sức ảnh hưởng nó không lớn đâu cô chú anh chị, mà nó là một trong những người các cá nhân như ca nghệ sĩ như là Binzy, là Subin, là vân vân, những người này hoàn toàn nổi tiếng cực kỳ lớn và có một lượng fan cực kỳ đông, mà cái sức lan tỏa nó rất là lớn, cho nên là khi mà có những cái hình ảnh như thế này thì nó ảnh hưởng nó cực kỳ nhiều. Cho nên là mong rằng về phía các cơ quan chức năng, sở thanh tra sở văn hóa thể thao thì họ cũng sẽ làm rõ câu chuyện này. Họ cũng đã tuyên bố là sẽ công bố rộng rãi để mà nhằm có thể răn đe, đủ sức răn đe. Vì đối với cái giới showbiz Việt trong cái thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy rất nhiều chuyện nó xảy ra liên tục từng ngày từng giờ trong cái suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng mà
vẫn chưa có một trong những cái biện pháp hay là một cách chế tài nào phù hợp để mà đủ tính chất để mà những cái câu chuyện này nó dừng lại mà nó không thể nào diễn ra trong khoảng thời gian sắp tới nữa. Nói chung á, chế tài thì có nhưng mà nó chưa đủ nặng. Cho nên là họ không sợ cái gì á, chế tài thì có đó nhưng mà nó chưa đủ nặng. Thì sắp tới đây thì em nghĩ thì trong các cái phiên mà chất vấn hay là đại quốc hội, họ cũng chắc cũng sẽ là lên tiếng để mà xem xét, đề nghị những vấn đề có những cái biện pháp nó nặng hơn, nó đủ sức răn đe hơn để cho các anh chị này coi như là không có làm ảnh được. Anh thấy không, lúc này có những cái chương trình, những cái game show nó cũng nhảm nhí lắm, nó cũng không mang lại cái giá trị gì, nó cũng mang lại được cái giá trị gì cho người xem, chỉ có lên hài rồi chửi lộn mà nó tục nó tiểu rồi kẹo cười khán giả thôi. Thì hiện tại về phía công an chức năng cũng đã lên tiếng là sẽ gọi là xử lý triệt để và sẽ thông báo rộng rãi, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi và tin tưởng vào pháp luật. Cơ quan chức năng sau khi họ xem xét và xử lý sẽ công bố như thế nào, thì lúc đó thì tiếp tục các anh em chúng ta cũng tiếp tục cập nhật cho khán giả những cái nguồn thông tin mới nhất liên quan đến câu chuyện này. Còn bây giờ xin kính chào cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video và chủ đề mới tiếp theo. Xin cảm ơn. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả quý chú anh chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên, đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng Tràm Muộn Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè, tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó, rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng Tràm và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho các chú chị là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng. Cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả quý chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.